người biểu tình chống chính phủ Peru đụng độ với cảnh sát ở Lima. Theo Reuters, cảnh sát Peru và người biểu tình đụng độ vào hôm thứ Bảy, mùng 4 tháng 6 tại thủ đô Lima của nước này trong cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Pedro Castillo. Những người biểu tình đi qua trung tâm thành phố Lima, mang theo các biển hiệu yêu cầu Castillo rời nhiệm sở. Người biểu tình Jorge Orellano nói rằng Castillo nên ra đi vì ông đang nhấn chìm, phá hủy nền kinh tế và tự do của đất nước. Castillo và tất cả các bộ trưởng tham nhũng đều phải rời khỏi đây. Đoạn phim cho thấy cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình và họ đã chạy đến nơi an toàn. Báo cáo từ các nhà chức trách, không có thương tích cũng như giam giữ người biểu tình. Castillo, một cựu giáo viên cánh tả và lãnh đạo công đoàn, đã chủ trì những bất ổn chính trị chưa từng có kể từ khi nhậm chức vào tháng 7 năm ngoái, đi qua 4 nội các riêng biệt và sống sót sau 2 lần bị luận tội.